mệt rồi xong thì đi về cuối hàng rồi. À cả lớp thấy ai nhìn xe là ta thì người ta được. Con ạ. Cô mời Linh Nhi. Con thấy bà xã An lại đi rất là giỏi, không bị trượt ra ngoài ạ. À không bị trượt cái gì ra ngoài. Tối nhìn không bị rớt một bạch ạ. À không bị chạm à, không chạm vào bạch hai bên đường đúng không? Rồi mời Linh An. Ôn lại cho mình nhớ. Và ở đây cô đã chuẩn bị cho mình này.